Thì chú này câu sáng giờ nữa bạn. Quá trời luôn hả? Trời má ơi, thùng bê mà đầy luôn. Lên hàng, lên hàng. Vừa nói xong ha, cá rô đồ vuông nha các bạn. Con này vừa vừa lúm đúa. Anh gỡ cho. Đi bóp mồi không á cha? Thôi dễ gì phóng xanh, anh không phải mày đâu phóng xanh. Lấy vô thả cần lụm mày ha. Em mồi câu của mình đâu bạn. Này ăn nhồng ong nha. Cái này mồi thần thánh của mình nè. Chứng kiến trộn với cháo. Lụm. Thì tính ra tiền mồi mắc hơn tiền câu á cha. Hả? Mấy anh kia thì câu dế. Em đánh sao vô được cái lỗ đó đó. Cái góc chữ A đó. Trời ơi. Yếu. Nó đó. Quất. Yeah. Nè nó quấn vô cái cọc này cười. Với anh con nữa nha các bạn. Cá đây dễ ăn lắm, cứ đánh trúng lỗ là ăn. Nó nuốt luôn rồi. Nuốt rồi tự gỡ đi. À, để mình tắt máy quay mình gỡ con cá ra. Quần này. Con nữa nha các bạn. Gán chiều đầy xô này về nghe. Câu tầm 3-4 tiếng. Ngồi nè. Vô đánh. Khó làm lắm á. Ngồi này khó lắm á. Nó nhộng ong mua 60 ngàn gì mà không nhảy bằng này ha. Tào lao thiệt. Đánh đây lên. Ngồi chờ cá ăn tiếp nha các bạn. Tầm này cứ lai rai vậy thôi. Hai con à. Kiên kiên qua đây ngồi chơi nè. Hai ba ông câu chung chỗ vui. Đây dễ đánh hơn. Tùng qua coi em lượm cá đúng không? Tùng qua chuẩn bị coi em lượm cá đúng không? Mới vô chứ anh xuống cần chứ anh câu người chứ. Cũng lên cá nữa bạn, cuối hồ. Câu dế là câu kiểu lên là câu dế lên à? Ngâm lâu quá không? Mất giọng. Ăn nó lên, đẩy phao lên rồi kìa, xe dây đi. Xe đi lên xe cho đứng phao đi. Ừ. Còn ăn luôn. Phao anh kia đang ăn nữa các bạn. Đúng rồi. Chim ơi. Chim nhớ mà người ta chưa đóng.
quất. Còn gì đâu, dính nhớ bà. Cái này chắc dính hai con hả? Một hả? Hay vậy ta. Trời, hơi chà bá luôn. Câu vô anh Kiên là phải câu dế á. Chứ anh Kiên câu mềm mềm này không được đâu. Ô con này chà bá luôn. À, phải chiếc dép vô bự người to có chạy. Linh làm gì đi chứ? Hồn thì dễ ăn quá. Thấy là ăn. Nó nhóm nữa rồi kìa. Mới thả xuống ăn nữa kìa. Còn nữa nữa bạn. Kìa, cần mày ăn cái Linh. Xe đóng đi. Ừ, yếu. Ăn rồi mà còn chảy. Dừa cái mặt. Bài kích thật. Cười vô cho mặt. Các bạn có thể thấy cái phao nó đang nhúc nhích đó. Mà mất phao là quất thôi. Thấy anh không thèm quay mày nữa luôn không? Cá ăn nữa bạn. Lắm. Mày né đâu được. Cá rô lưới này bự nè. Bữa anh câu lưới kia nhỏ xíu. Thôi đùa em. Em không có cá rồi. Ta quay cho người ta biết mày câu dở hay không chứ. Thiệt chứ, đi câu là ta mặc quần đùi áo ba lỗ thôi, mẹ mặc đồ đẹp đi câu là không có cá rồi đó. Thôi đi chơi qua, chơi về nhà giờ đi câu luôn. Quất mày vô mặt nó quấn rồi. Ăn lâu quá quấn vô cọc rồi mà. Bánh nuốt xong bà quấn vô cọc luôn. Chị trai chứ có nhiều quá lo gì. Rồi một cái tiền trì tao nếp cái hồ đài nữa, nó mới à. Bên đây dính cá lóc nữa bạn. Em gu. Hồ này cũng nhiều cá lóc mà. Hồ này hình như hồi xưa làm hồ cá lóc hay sao. Trước khi làm hồ cá rô nè. Chú này câu sáng giờ nữa bạn. Quá trời luôn hả. Trời má ơi, thùng bê mà đầy luôn. Sáng nay nó ăn sáng hả anh? Ăn buổi sáng à? Cá ăn sáng mạnh.
Linh giờ vô là chỉ có gọi là gì ta, kiếm mấy con mà đi ăn chế. Hai anh này sáng giờ câu quá trời các bạn, một thùng luôn. Dứt gì mà hụt kìa Linh, cần mình không lo đó. Quốc gì mà không đóng nữa, nó đi rồi Quốc, nó ghì rồi Quốc. Này câu cá thần sầu luôn nè, con này là con kia ăn nhưng mà đóng chính con này. Trời ơi, má bó tay mày rồi.